Nơi đâu, cho xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể các bác chơi Aoi miền Tổ quốc. Qua đây em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý khách hàng đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm bên em trong suốt vừa qua, cũng như là các bác thường xuyên theo dõi ủng hộ đăng ký và like share kênh YouTube Phát triển. Hôm nay là ngày 25 tháng 3, cũng là ngày thứ hai đầu tuần. Em xin gửi lời chúc đến toàn thể các bác chơi Aoi miền Tổ quốc cùng gia đình có một tuần làm việc mới nhiều niềm vui, hạnh phúc, thành công và giàu sang. Và hôm nay thì em xin giới thiệu đến các bác có hai chiếc đầu hàng đấu giá mạng về, còn rất là đẹp nhé, rất là đẹp. Một chiếc đầu đọc đĩa CD và một chiếc đầu đọc đĩa MD và kiêm chức năng giải mã không cần đĩa mồi 24 bit. Hai chiếc đầu này thì bên em chưa làm cái video test riêng. Bác nào có nhu cầu đặt mua hàng thì bên em sẽ gửi hình ảnh cũng như là video test riêng cho bác hàng đặt mua. Còn bác nào mà chưa chuyển tiền mà muốn xem hình ảnh cũng video thì chờ nó làm đang bán lên rồi chúng ta xem để chọn lựa nhé, để mất công. Thì hai chiếc đầu này về tình trạng thì không có khiển kèm theo. Đấy. Riêng cái đầu MD này thì không có khiển, còn đầu mở đầu đờ lông này thì bên em sẽ tặng kèm. Bác lấy kiểm chép, kiểm chép thì bên em có cái chức năng mà chuyển đổi cái ngõ USB này sang sang CD. Đấy, còn cái khiển nô này, nô này thì không có chức năng đó, sử dụng cái chức năng cơ bản thôi. Đấy, thì giá khiển nô này 120.000, còn giá chiếc khiển chép này có giá 100.000. Đấy, thì chọn lựa nhé. Và giới thiệu ở thành phố Thủ Đức Hồ Chí Minh, số điện thoại là 0907 23 269. Bác nào cần thì qua anh em chọn lựa một sản phẩm, bác nào tỉnh xa thì trực tiếp em qua hotline hoặc là kết bạn Zalo em đều được nhé. Và cách thức mua hàng của bên em thì bác nào chuẩn được tiền thì shop sẽ bao ship, bác nào nhận hàng đặt cọc thì sẽ không bao ship đâu. Đấy. Và đây thì em xin báo giá lần lượt từng sản phẩm. Đấy. Thì trước tiên là một chiếc đầu đến giới thiệu đờ lông, model của nó là BCD755SE. Cái dòng đầu này có chất âm là 24 bit, mặt phay nhôm màu trắng nhá. Đấy, cửa đĩa ở giữa này. Đấy, bác nào có những chữ âm nêm sáng màu các bác ghép lên rất tuyệt vời. Thì chức năng của chiếc đầu này thì đọc đĩa CD. Thì phần mắt đọc đĩa CD là dễ thay thế và dễ thay thế thôi. Mà không kén đĩa mà nó có chức năng chỉnh nhạc nhanh chậm được. Thêm vào đó nó kết nối với lại USB này, các bác cắm nghe nhạc hoặc kết nối với điện thoại iPhone, máy nghe nhạc iPod, các bác cắm vào đây. Đấy, để nghe vừa sạc điện thoại vừa nghe luôn. Đấy, tiện lợi. Mặt mũi này đẹp ken xà beng luôn. Con này cũng mỗi phần nắp lưng thì có vết xước rồi, nói chung nó là đẹp nhé, là mới này. Đấy, rất là mới này. Phía sau đây model là DCD755SE, điện 100V công suất 9W và series của nó là 11266-64504, được sản xuất tại Trung Quốc, xuất điện 100V, sản xuất năm 2011, khá là mới. Đấy. Phía sau thì nó có một đường áp suất âm ra chân rắc từ mạ vàng, một đường cổng quang suất âm ra, một hoạt động bình thường. Đấy. Thì chiếc đầu đờ lông này thì bên em bán với mức giá là 3,5 triệu nhé, 3,5 triệu đồng. Bên em tặng kèm một chiếc khiển chép hoặc một chiếc khiển nô để bác sử dụng nhé. Giá đã bao gồm phí ship cho bác nào chuyển đủ tiền, còn bác nào đặt cọc thì tự trả tiền ship cho em. Đấy. Tiếp phía trên này là chiếc đầu đến thương hiệu của Puller, model của nó là MJD5. Đấy. Thì em này thì rất là đẹp nhé, đẹp không tì vết luôn. Em này về thì không có khiển kèm theo. Đấy. Chức năng của chiếc đầu này là đọc và ghi đĩa MD, thêm vào đó chức năng làm giải mã không cần đĩa mồi 24 bit qua đường cổng quang. Đấy, đường cổng quang qua đường cổng cô xoan và chuyển âm thanh qua đường analog. Đấy. Đó, rất tiện lợi. Màu vàng màu màu gold nhìn rất đẹp và sang. Đấy, bài đẹp bác nào vừa rồi hỏi em thì đây em lại về đây. Hai nữa là bác có những thức cỏ lơ bác ghép vào rất là đẹp, hoặc là những cái bộ sáng màu và đặt lên rất là đẹp và tiện lợi nhé. Bác nào chưa có đầu MD thì sở hữu em này cũng khá nhiều tính năng để vào sử dụng này. Đấy. Con này đường đi tổ này nó chỉnh được âm lượng luôn. Đấy. Rất tiện lợi nhé. Con này rất là đẹp luôn.
nhìn này, đẹp, xuất sắc. Đây, chân giác để được mạ vàng. Đây. Ốc phía sau mạ đồng. Hai gồm hai đường vào đây, đường âm ra. Mô đen của nó đây. MJD5 điện 100V, công suất của nó 13W và seri của nó là CAPK014324JP. Đấy. Thì trước đầu giải mã này thì bên em bán cái mức giá là 3,5 triệu nhé. 3,5 triệu đồng em bao cái ship toàn quốc cho bác nào chuyển đủ tiền, còn bác nào đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Và bên em tặng kèm một dây quang dài 1,5 mét để các bác kết nối với tivi. Đấy. Rồi số điện thoại của em là 007-232-69. Bạn nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp em hoặc các bạn Zalo là được. Đấy. Số điện thoại của em để tiêu đề của video. Em xin phép được dừng video tại đây. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau ạ.